Rồi, bắt đầu vào bài nhảy rút gối chạm bụng liên tục. Với động tác này thì đầu tiên khi mà trước khi vào động tác đồng bài cardio rất là nặng, các bạn cần phải làm mềm và thả lỏng chân, quý vị là rút chân như vừa rồi dùng đi đang làm sẽ giúp cho các bạn quen với việc là lên xuống co phía trước đáp một chân, lên xuống co phía trước đáp một chân, đó khởi động giống như chúng ta nhảy hip hop vậy đó. Rồi nhưng mà bây giờ chúng ta mới vô, chúng ta nhảy nè, chậm hai tay chân lại, nhảy rút đó, rút nhảy rút gối chạm ngực là như vậy đó. Rồi vô mới tập 5-8 cái thôi, vô nhớ nè, lên xuống đáp nhẹ nhàng mũi chân. Ok, đáng lên, rút cao lên, rút chạm một luôn. Ok, đáng lên, ba cái nữa. Nhẹ nhàng thôi, rồi, ok, vậy rồi, từ từ chúng ta quen nó sẽ tập tốt hơn.